nay là Khuôn có một cái công việc ở trong 16 căn nhà trọ cải tạo sửa chữa, cho nên là Khuôn vào bên đó một cái. Mà trước khi đi thì đi ngang đây thấy cái khu này nó đẹp quá nè, Khuôn quay lại cho các bạn nha, rồi xong rồi mình đi vô trong đó. Thì cái khu này đó chính là cái khu 503 các bạn, công ty của Khuôn là khu 502, nó kế bên đây à. Và thời tiết giờ này nó cũng đang ui ui, nó chuyển mưa rồi nè. Thì Khuôn ghé đây một cái thấy nó đẹp quá, ghé đây nói chuyện với các bạn cái, rồi xong rồi Khuôn đi vào bên trong đó nha. Thì ở đây là chiều nó đông lắm, cho nên là giờ này Khuôn đang quay là buổi sáng mà gần trưa trưa, cho nên là cũng không có người đó. Phía sau Khuôn là một cái hồ ở trung tâm của cái khu này luôn, rất là đẹp luôn. Và xa xa đằng kia đó chính là những cái khu chung cư đó các bạn đó. Trong này nó rất là thơ mộng và đẹp luôn á. Thôi thì giờ Khuôn sẽ bắt đầu là đi vào bên căn nhà, vào trong 16 căn nhà trọ của khu cải tạo á. Vào 16 căn nhà trọ này các bạn ơi, thì hôm nay thì có chú chủ nhà là phát quang hết mấy cái bụi hôm nay. Cái bụi phía sau của Khuôn là không gọi là cái vụ mà cái video gọi á, là chặt gỏi để mà nấu gà các bạn. Thì hôm nay thì cũng phát quang cho hết cái bụi này luôn, nó có chuối rồi đu đủ nữa. Thì phát quang cái này xong rồi mình chán cái mặt bằng sao bằng của Khuôn đập ở trong ra đó, thì sẽ chán lại cái mặt bằng này làm cái sân á các bạn. Cái căn đầu tiên này là Khuôn dùng để làm kho các bạn, chứa gạch với lại xi măng. Còn 16 căn này nè, thì giờ mình cùng vào đi vào để xem những cái căn mà Khuôn đã hoàn thiện rồi và chưa hoàn thiện nha. Đây là một số mà gạch Khuôn đã ốp rồi nè các bạn. Thì cái vị trí phía sau này là ốp full lên đụng ở trên cái ở trong cái gác luôn. Còn ở dưới thì ở phía bên ngoài này thì ốp lên có 1.5 m thôi. Còn ở trên á, lầu trên là sẽ ốp full gạch luôn. Thì giờ mời các bạn cùng đi lên trên để mình xem nha. Đây, cái này là đã ốp hết rồi nè các bạn. Trên này là một cái gác, ở trên là đóng chằng 60-60 thì còn tận dụng lại, mình chỉ ốp và mình lát gạch lại thôi đó. Có đục một cái lỗ để sau này là gắn cái quạt hút gió các bạn. Thì cái căn nhà trọ này là sẽ xài máy lạnh, cho nên là mình gắn cái quạt hút vậy thì nó sẽ mát hơn, đổi lưu được cái không khí á các bạn. Cái vị trí cửa đó hồi trước đó, là cửa lùa, sau này là mình làm lại cái cửa mở luôn các bạn. Cho nên là cái này là phải xử lý lại, đục cái cạnh cửa này, chát cánh cửa này lại nè. Với cái chỗ cửa sổ cũng vậy luôn, hồi lúc đầu là cái cửa sắt, bây giờ là mình thay đổi lại là thành cái cửa nhôm, cho nên là cũng xử lý lại, bắt cạnh đồ lại hết nha các bạn. Đây là cái mảng tường mà Khuôn đã chưa có ốp á các bạn. Thì đục dâm như vậy nè. Các bạn có biết là đục dâm như vậy để làm cái gì không? Thì nó sẽ giúp cho cái khi mà mình ốp cái gạch vô á, là nó có tăng được cái độ bám dính. Chứ còn cái gạch trơn không á thì hồ nó ăn sau này nó sẽ bị tách lớp á. Cho nên là tất cả những cái vị trí nào mà mình ốp á là mình phải đục hết. Căn phòng này thì đã ốp gạch xong rồi nè các bạn ơi. Thì ốp và lát luôn nha. Thì nó được một trong khoảng chừng 3 phòng là đã lát gạch xong hết rồi. Thì gạch dưới này là Khuôn xài là gạch 40-40 vuông. Và ở trên là gạch 30-60. Hôm nay là Khuôn tính xử lý á, nó chính là cái này nè các bạn. Sau khi mà thấy mấy anh em báo cáo xong với các bạn, thì chụp cái tấm hình á, thì Khuôn thấy là cái dách này nè, là anh em tính là không có ốp. Thì Khuôn mới tính là mình sẽ ốp luôn. Các bạn thấy coi được không? Mình sẽ ốp cho cái miếng gạch này nó bằng với gạch ở trên đó luôn. Và cái mặt ở bên này á, là mình ốp luôn nha. Ốp luôn nhìn nó mới đẹp. Đó, mình ốp full luôn. Và ngay chỗ này, hai cái viên này nè, là Khuôn phải đập đi và liếp cạnh lại, cho nó giống như dưới này luôn. Nó thành một cái hệ thống từ ở dưới lên trên. Mời các bạn mình cùng vào bên cái phòng còn lại nha. Thì cái phòng này là anh em đã xử lý theo cái chỗ hồi nãy Khuôn đã nói rồi nè, là mình sẽ ốp lên luôn. Đó, ngay đây nè, ngay đây nè các bạn. Đó, mình ốp cao lên luôn nha. Ốp cao lên tới đụng trên cái gác ở trên kia luôn. Và ngay vị trí này là mình phải liếp cạnh lại, nhìn nó mới coi được, đúng không các bạn?
Đó, Khuynh sẽ ốp lên tới trên cái gác ở trên kia luôn á. Và ngay những cái vị trí này là các bạn thấy chừa này để làm gì không? Tức là thay vì là mình ốp gạch, và do cái cửa mình cửa nhựa đó, cho nên là sau này mình bắn vít nó hơi khó. Bởi vậy là mình sẽ tô chát cho nó cứng cáp lại luôn. Cái gạch này là cái gạch cũ hồi xưa nha. Chứ nếu như mà mình xây mới á, là mình phải có gạch thẻ nha các bạn. Gạch thẻ nó mới cứng, thậm chí là mình phải đổ bê tông luôn á để mình bắn vít vô. Đó. Cho nên là các bạn lưu ý nha. Thì cái công việc của Khuôn hàng ngày nó chỉ như vậy thôi. Đi tới đi lui để dòm ngó coi nó có vấn đề gì không, rồi giải quyết. Rồi mời các bạn mình qua cái phòng bên kia nha. Nhà vệ sinh này là mình phải xử lý luôn nè các bạn. Đây là cái bồn cầu nè, và cái hai cái đầu cấp nước vô cái bồn cầu và cấp vô cái dội xả, thì gỡ ra để mình lát gạch lại đó. Sau này là mình sẽ bố trí thêm một cái đường ống thoát hơi ở phía sau nữa, cái vách phía sau á, nó để đi lên trên kia luôn cho nó thoát hơi. Thì gạch ở trong này là mấy anh em cũng chà gòn rồi xong xuôi hết rồi nè. Khu vực này là cái khu vực bếp nè các bạn. Thì ngay vị trí này là vị trí bếp, và bên đây nó có một cái đường ống cấp và một cái đường ống thoát. Một á, là cấp nước ra, hai là cái lavabo, sau này là thoát lavabo nó sẽ nằm đây. Và cái vị trí bên này là Khu sẽ làm thêm để bố trí thêm một cái máy giặt nữa. Đó, vị trí này là một cái máy giặt. Thì nó sẽ có một cái đường ống cấp mới và một cái máy giặt. Cái ống này là cái lavabo cũ thì mình sẽ bỏ, không có xài nữa nha các bạn. Đó, thì cái vị trí, ngay cái vị trí bếp này và toàn bộ bếp này là cũng là lát toàn bộ luôn nha. Ốp gạch toàn bộ luôn, lên tới trên cái gác của mình luôn. Và cái vị trí này nè, là Khuôn cũng sẽ ốp gạch lại cho nó bằng cái mí cho nó coi được nha các bạn. Chứ để như vậy thì nhìn không có đẹp. Trên kia thì đã lát gạch rồi xong xuôi hết rồi. Cái vị trí cửa này á, là mình tận dụng lúc mà cái cửa lùa á, là mình nó cao lên trên luôn. Bây giờ mình làm cửa mở mà vẫn tận dụng cái cửa cũ lại, cho nên là phải đục thêm á các bạn. Mình xử lý cái cạnh cửa, mình vẫn giữ nguyên cái cửa của mình lại. Tại vì khi mà cái cửa lùa, cái kích thước của nó là nó bự hơn. Đó, cho nên là cái công tác Khuôn tính toán cái giải pháp á, là sẽ tận dụng lại cái cửa, mình không cắt cửa, nhưng mà mình sẽ bắt cạnh và mình nâng cái cốt của cái cửa này lên. Đó. Các bạn thấy cái phương án này nó như thế nào? Tận dụng cửa cũ lại nha. Đây là cái cửa mà mình tận dụng đây nè các bạn. Nó hồi trước là nó có cái đố để lùa vậy đó. Thì sau này là mình gắn bản lề để mình mở cửa bật luôn. Còn cái này là cái hệ khung bảo vệ của cửa sổ nha. Cái này thì mình còn tận dụng mình xài được cái khung bảo vệ. Còn cái đố ngoài đây thì nữa, nó mình xài cái nhôm á, cái cửa nhôm là nó sẽ có cái đố sẵn này. Đó, thì do tận dụng cái cửa này lại nè, cho nên là cái vị trí ở ngoài đây là phải tô chát và đục lại. Đó, các bạn nhìn thấy đó. Là mình phải đục lại hết và mình bắt cạnh đồ lại để cho nó đủ. Tại vì hôm trước là cái cửa nó sẽ nhỏ hơn. Cái cửa nhỏ hơn, mình chỉ lùa qua lùa lại thôi. Bây giờ là mình mở cửa bự ra luôn cho nó thoáng. Khu ốp gạch không phải bằng xi măng đâu, mà là bằng cái phụ gia keo dán gạch gốc xi măng này nè các bạn. Nó là một cái loại sika, mà cái gạch của mình không cần phải ngâm nước đâu nha. Nó làm việc trong cái môi trường độ ẩm tốt lắm. Đây là một số cái xà bằng còn lại, Khuôn chở đi một mớ rồi, và còn đập một số nữa. Thì cái xà bằng này là mục đích là một nửa mình sẽ đưa ra ngoài cái bãi ngoài kia các bạn, xong rồi mình làm một cái nền. Cơ bản thì 8 căn bên đây là đã hoàn thành gần xong rồi đó các bạn. Nó đạt khoảng chừng 80% rồi, còn sơn bê và chà gòn đồ lại nữa thôi, và lắp đặt thiết bị vệ sinh với thiết bị điện. Còn 8 căn còn lại thì Khuôn vẫn phải làm như vậy thôi. Đó chính là ốp gạch, lát gạch, sau đó sơn bê, thiết bị điện nước. Các bạn có biết cục này để làm gì không? À, bên đây một cục và bên đây một cục nữa. Nó chính là những cái cục ghém để sau này mình cán nền cho nó tạo một cái mặt phẳng á các bạn. Sau đó xong á, là những cái vị trí này là mình dọn dẹp vệ sinh hết nè. Mình quét dọn được hết xong rồi cái mình cho cát vô để mình cán nền. Đó, đây bên đây nó cũng có một cái cục ghém nữa. Nó mục đích của nó là để cho cái nền của mình khi mà mình cán á, nó được phẳng phiu. Rồi sau đó thì mình lát gạch thì nó sẽ đảm bảo được cái mặt phẳng. Đó, đây cũng là một cục nữa nè. Thì thông thường thì mấy anh em sẽ làm bằng cách là đo chỉ hoặc là có mấy cái máy laser đó. Để mình làm mình tạo được cái mặt phẳng luôn. Vâng, ngay chỗ này nó bị gỉ nước rồi. Chỗ này nó đang bị gỉ nước nè các bạn. Hứng nước này tận dụng là mình xài cho cái trộn hồ của mình luôn. Khi mà mới vào nhận cái căn nhà trọ này đó thì Khuôn cũng không biết cái ý đồ của cái người đầu xây cái bếp này nó như thế nào luôn các bạn. Các bạn nhìn nè, nó sao mà nó hở cái chỗ này ra. Bây giờ là Khuôn phải bít cái này lại rồi ốp gạch lại. Mà có một cái là ốp gạch cũ, gạch mới á, tận dụng gạch cũ này lại rồi cái gạch mới nữa, thì nó mấy cái cạnh nó liếp nó không được hết á các bạn.
cho nên là nó hơi hơi xấu, nhưng mà nó được cái nó cũng thẩm mỹ, nó có được cái không gian ở trên cho để thôi nó hở vậy đó, mình không có để được cái dĩa đó trên đó các bạn. Đây là một cái ổ điện mà hiếm hoi còn sót lại, thì toàn bộ hệ thống điện là khuôn sẽ đi lại hết nha. Cái này là hệ thống điện cũ, sau này là mình làm cho nó nhiều ổ ghim hơn và công tắc bố trí cho nó hợp lý hơn. Hệ cửa vệ sinh này là khuôn cũng mua mới để lắp luôn nha, cho nên là đục theo cái kích thước của cái cửa mới. Đây là những cái ống nước mà khuôn chuẩn bị sẵn đó các bạn, để đi cái hệ thống thoát nước lại, cấp nước và thoát nước luôn đó, để cho đi những cái bồn cầu nè, lavabo ở trong nhà vệ sinh trong kia luôn á. Gác này ở dưới là xà gồ, ở trên là sembo nha các bạn. Và sau này là khuôn sẽ cán nền và lát gạch ở trên đây luôn á. Cầu thang sắt này là khuôn sẽ tận dụng lại nha, không đá động gì tới nó hết. Đó, mình tận dụng cái cầu thang sắt này, nó có một số cây á, là nó bị hở hơi xa, thì nữa mình hàn lại thôi. Tận dụng lại cái cầu thang sắt này nha các bạn. Và đó chính là một cái buổi làm việc của Khuôn ở một cái công trình mà Khuôn làm cải tạo 16 căn nhà trọ. Sắp tới Khuôn sẽ làm những cái video cũng giống như sẽ quay lại đây để làm một cái video hoàn thiện cho cái 16 căn nhà trọ này để review lại cho các bạn. Và cái thứ hai là Khuôn sẽ làm thử thách sinh tồn 24 giờ ở trong một cái công trình, những cái dự án lớn to đùng luôn, và trong đó sẽ khám phá những cái máy móc thiết bị xây dựng. Thì cũng hy vọng là các bạn yêu mến Khuôn hãy đăng ký kênh và nhớ like nếu như thích video này, hãy để lại comment những cái thử thách ở trong công trình để cho Khuôn có thể thực hiện, và Khuôn sẽ chờ các bạn nha. Các bạn hãy để lại comment những cái thử thách Khuôn sẽ làm những cái thử thách đó để cho các bạn giải trí và vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn.